vàng. Đúng là táo dược phẩm có khác. Nhìn không khác gì ống phi là tốt rồi. Táo dược phẩm. Dạ có thần à. Ngươi là người quản lý thuốc mà tại sao trông ngươi như đói thuốc thế? Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng ạ. Thần thì không bao giờ thiếu thuốc ạ. Nhưng chẳng qua là vì thần quá vất vả trong 2 năm qua, cho nên là bao nhiêu thuốc mà thần vẫn gầy còm ốm yếu ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm vừa rồi ở dưới hạ giới là người ta kêu ca về tình hình dược phẩm ghê lắm đấy ạ. Thế hả? Dạ vâng ạ. Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng ạ. Thần có tội, thần có tội ạ. Thần không thể nào kìm chế được giá thuốc ở dưới hạ giới ạ. Nó cứ tăng vòn vọt theo từng ngày một ạ. Thế ngươi giải thích thế nào về vụ tăng giá này? Giải thích đi. Giải thích cái gì? Việc gì mà phải giải thích? Giá thuốc tăng thì kệ cho giá thuốc nó tăng. Thần thì chỉ quan tâm đến làm sao mà tiếp thị cho tất cả mọi người mua thuốc của thần thế là thôi. Hả? Nói Ngọc Hoàng có hiểu gì không? Chả hiểu gì đâu nhỉ? Trời ơi. Láo. Khải bẩm, có thể Ngọc Hoàng không hiểu nhưng thần hiểu. Dạ. Đấy là lỗi do một bộ phận các y bác sĩ kém y đức kê đơn thuốc với những loại thuốc rất đắt tiền để ăn hoa hồng với các nhà thuốc. Thế này thì có khi ở bệnh viện là không ai đến khám nữa. Dạ đúng ạ. Dạ Khải bẩm Ngọc Hoàng, đến lúc đấy thì chỉ có bác sĩ khám bệnh cho y tá. Y tá lại bắt mạch cho các hộ lý. Thế vậy thì theo hai người phạt táo dược phẩm như thế nào? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, ta cứ lấy độc trị độc ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ cứ cho táo dược phẩm sử dụng một số đơn thuốc mà một số bác sĩ đã kê cho bệnh nhân ở dưới hạ giới. Dạ thần có sẵn. Đâu xem ơi. Cho xem ơi. Úi dồi ôi. Đau mắt à? Uống thuốc bổ của Thổ Nhĩ Kỳ đóng gói tại Việt Trì, rất bổ cho thận và tỳ nhưng kiểu gì cũng chữa được mắt. Hay nhỉ? Yeah. Hay đấy. Còn này. Nào. Thuốc này đắt lắm. Im mồm. Đau răng uống thuốc bổ ở Pakistan. Kiêng ăn với măng có thể huyết áp sẽ tăng nhưng kiểu gì cũng chữa được nhọt. Ê. Chữa được sâu răng. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Thuốc này thì gọi là đắt khủng khiếp ạ. Thôi nếu mà thuốc đắt như thế thì hạ thần thà chịu bệnh còn hơn là phải uống thuốc đấy ạ. Thế nào? Dạ. Thế nếu mà không chịu uống thuốc thì các ngươi tính sao? Dạ thì cứ đánh vào kinh tế. Dạ vâng ạ. Tức là phạt tiền chứ gì. Dạ vâng ạ. Được, ta giao cho hai ngươi kê mức phạt cho táo dược phẩm. Úi dồi ôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ. Thần tính toán thế này ạ. Ngọc Hoàng tự quyết định lấy đi, chứ ai lại để qua mấy cầu như thế thì thiệt thòi cho Ngọc Hoàng quá. Tiêu cực. Này, cứ kê tiền phạt cao vậy. Trong đấy anh em mình có 40% hoa hồng của cả láo. Dạ, xe tăng. Xe tăng dạ bẩm Ngọc Hoàng 50%. Láo. Úi giời ơi. Xe tăng tiếp. Dạ bẩm Ngọc Hoàng 55%. Nhưng mà phải nhớ là tránh xa tiêu cực. Dạ. Ngọc Hoàng. Dạ Ngọc Hoàng, cứ để anh em chúng em dàn xếp dạ kiểu gì cũng xong à. Được, nhưng mà phải nhớ là tránh xa tiêu cực. Dạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ, thần xin tuân lệnh ạ. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, thần là táo giáo dục xin yết kiến Ngọc Hoàng ạ. Ta miễn lễ.
ngành giáo dục của thần giới hạ giới trong năm qua đã có những thành tích phát triển tột bậc đấy ạ. Úi giời, tôi biết ngay mà. Biết ngay là làm láo báo cáo hay. Ngọc Hoàng cứ nhìn vào những cái bảng thành tích về học tập và giáo dục của thần ở dưới hạ giới trong năm qua thì Ngọc Hoàng biết ạ. Tất cả các trường, các lớp từ tiểu học này đến trung học này, trường nào cũng đạt tỷ lệ 100% tốt nghiệp ạ. Úi giời. Này, 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 này. Gì? Này ông Dục ơi. Thế ý tao sao? Không báo luôn thành tích là đỗ tú tài ở phía ông đấy. Ờ thì cái này thì tại sao ông lại trách tôi nhỉ? Học tài thi phận cơ mà. Mà tại sao ông lại cứ tiếp tục chọc vào cái công việc của tôi thế? Tao đây, bảo đây. Để. Thế bây giờ ông có thích cho cái thằng Tháo con ông ở trường điểm không nhỉ? Hả? Ấy, dạ. Thế thì mời bác Dục tiếp tục báo cáo. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng ạ. Chưa có một năm nào mà không khí học tập ở dưới hạ giới lại tưng bừng như năm nay. Ngoài cái việc phấn đấu tưng bừng, thần còn nghĩ ra một cách cải cách giáo dục. Này, này, này. Ông Dục ơi. Thế nào mà ông báo cáo thế nào cứ cuối câu ông ghé một cái, thế là thế nào? Các ông chả chịu update thông tin về giáo dục gì cả. Dạ, báo cáo Ngọc Hoàng, thần đã cho cải cách giáo dục. Sắp tới, chữ E sẽ đổi vị trí cho chữ A. Vì thế cho nên là cứ cuối câu thì thần đổi ạ thành e e. Đúng. Dạ. Giáo dục là quốc sách. Dạ. Cứ cải tiến, tích cực cải tiến là được. Không biết nó đến đâu nhưng cứ tích cực là được. Dạ. Ngươi làm rất khá. Dạ. À khuyên, ta phải nói là rất khé chứ. Dạ, đúng rồi. Thôi được, từ nay trở đi tất cả chúng ta sẽ hưởng ứng cải cách và sẽ chuyển từ A thành E. À, dạ, đúng rồi. Dạ, dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thằng đầu nó cười đều ạ. Sao? Nó cười đều ạ. Ta cười đều ư? Ừ. Tại sao lại là cười đều? Ngọc Hoàng nói cải cách A thành E, ta cười ha ha. Vậy thì cải cách phải là he he chứ. Bẩm Ngọc Hoàng, nghe táo giáo dục báo cáo, thần chợt nhớ năm vừa rồi ở dưới hạ giới có cái cảnh người ta tổ chức cân cặp. Cải cách rồi. Cặp bây giờ phải đổi thành. Đổi thành gì? Thành. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cải cách rồi, cặp thì phát âm thế nào ạ? Ơi, đơn giản thôi. Dạ. Cứ A thành E. Dạ, dạ nhưng dạ. Cụ thể là phát âm thế nào ạ? Kẹp. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, vẫn đau mồm mà. Ổn lắm ạ. Dạ theo ngụ ý của hạ thần thì từ nào khó thì mình cứ tìm cách nói tránh nó đi. Cái cặp mình đổi thành cái túi đựng sách vở. Đúng. Túi đựng sách vở. Hay quá. Dạ. Túi đựng sách vở. Dạ. Đấy cũng là cải cách. Dạ. Này táo giáo dục. Dạ. Phải ghi ngay cái này vào dự án nghe chưa? Dạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, để thần báo cáo tiếp ạ. Dạ thần nhớ đến cái cảnh tổ chức cân túi đựng sách vở cho học sinh ạ. Thần nhìn thấy có một học sinh lớp 2 vai đeo một cái túi đựng sách vở nặng những hơn 5 kg. Thần trộm nghĩ rằng không biết một cái túi đựng sách vở nặng như thế thì liệu kiến thức có tỷ lệ thuận với cái cặp đó hay không, thưa bệ hạ. Cái ông này buồn cười quá nhỉ. Cái việc tổ chức cân cái túi đựng sách vở thì vẫn phải tổ chức thôi. Thế còn cái trình độ ấy, nó có tỷ lệ thuận với cả cái túi đựng sách vở hay không thì còn phụ thuộc vào sự anh minh chỉ đạo của Hoàng thượng ạ. Dạ đúng.